thật tâm họ mong muốn gì ở mối quan hệ. Bạn đã bao giờ tự hỏi thật tâm họ mong muốn gì ở mối quan hệ này? Ba lá bài Tarot có thể cho bạn một cái nhìn sâu sắc và bất ngờ. Khi khám phá sâu vào trái tim và tâm hồn con người thông qua Tarot, chúng ta thường gặp những câu hỏi không dễ trả lời. Trong một trải bài thú vị gần đây, ba lá bài đã bật mí những khía cạnh phức tạp của mối quan hệ. High Priests, Sáu of Swords và Bảy of Pentacles. Hãy cùng nhau tìm hiểu thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến bạn. Lá 1, The High Priestess, ngược, nữ tử tế. Điều họ muốn ở mối quan hệ này là The High Priestess xuất hiện ở vị trí ngược. Điều này thường ám chỉ rằng họ khao khát sự minh bạch và rõ ràng trong mối quan hệ. Có thể họ đang cảm thấy bối rối, không chắc chắn và mong muốn thấu hiểu cảm xúc thực sự của đối phương. Hoặc The High Priestess gắn liền với cung cự giải, nổi bật với sự nhạy cảm và trực giác mạnh mẽ. Con số 2 trong thần số học đại diện cho sự hợp tác và cân bằng, nhưng khi ngược lại, nó cũng có thể chỉ ra những xung đột nội tâm và sự mất cân bằng. Lá 2, Sáu Kiếm. Điều gì ngăn cản họ thực hiện? Lá 6 of Swords cho thấy họ đang bị ngăn cản bởi sự di chuyển khó khăn hoặc sự miễn cưỡng trong việc buông bỏ quá khứ. Có thể là những tổn thương cũ hoặc mâu thuẫn chưa được giải quyết khiến họ không thể tiến lên một cách nhẹ nhàng. Và lá bài này kết nối với cung bảo bình, thể hiện nhu cầu về sự thay đổi và tiến bộ. Con số 6 trong thần số học là con số của sự hòa hợp và trách nhiệm, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng sự hài hòa đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía. Lá 3, Bảy of Pentacles. Bảy xu là kết quả mối quan hệ này là Bảy of Pentacles, cho thấy kết quả của mối quan hệ này có thể không nhanh chóng đạt được như kỳ vọng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, đầu tư thời gian và nỗ lực để nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ. Bảy of Pentacles liên quan đến cung Kim Ngưu, nổi bật với tính kiên trì và cam kết. Con số 7 đại diện cho sự phản chiếu và đánh giá, cho thấy cần có thời gian để xem xét và cải thiện tình hình. Vũ trụ nhắc nhở chúng ta rằng mỗi mối quan hệ là một hành trình, không phải là một điểm đến. The High Priest, ngược. Khuyên bạn hãy lắng nghe trực giác của mình và tìm kiếm sự rõ ràng trong giao tiếp. Sáu of Swords nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của việc buông bỏ quá khứ để có thể tiến bước. Cuối cùng, Bảy of Pentacles động viên bạn không nản lòng trước những thử thách, vì những nỗ lực kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mỗi lá bài Tarot mở ra một cánh cửa để hiểu sâu hơn về những mong muốn và trở ngại trong mối quan hệ. Khi bạn kết hợp cả ba lá bài, câu chuyện hiện lên rõ ràng. Một hành trình từ sự mơ hồ đến sự rõ ràng và từ những khó khăn đến thành quả. Chìa khóa nằm ở sự kiên nhẫn, cởi mở và lòng dũng cảm để bước qua những thử thách trong quá khứ. Hãy nhớ rằng các cung hoàng đạo và thần số học là những yếu tố bổ sung giúp chúng ta hiểu rõ hơn về năng lượng xung quanh mối quan hệ và bản thân mình. Mỗi người đều có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực nếu họ thực sự muốn.